Xin chào tất cả các khách hàng, tôi là Ngô Vân, tôi là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Bamico, thương hiệu Thảo Mộc 37 và là nhà sáng lập ra sản phẩm kẹo mầm sâm tố nữ Plus của Thảo Mộc 37 trên tay tôi đang cầm đây. Hiện nay có rất nhiều thành phần bán hàng giả hàng nhái của sản phẩm kẹo mầm sâm tố nữ Plus bán trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Sendor và Facebook cũng như là Zalo. Tôi thay mặt công ty để thông báo đến cho tất cả các khách hàng, chúng ta hãy cẩn trọng khi mua những sản phẩm hàng giả hàng nhái thì công ty sẽ không chịu trách nhiệm về chất lượng cũng như là bảo hành sản phẩm. Và giá niêm yết của công ty là như sau: một hộp kẹo mầm sâm tố nữ Plus giá 190.000 đồng, liệu trình 2 hộp giá 300.000 đồng, liệu trình 5 hộp giá 480.000 đồng và liệu trình 10 hộp giá 860.000 đồng. Và công ty chỉ có một chương trình khuyến mại duy nhất là khi mua 20 hộp kẹo mầm sâm tố nữ Plus giá 1.720.000 đồng được tặng một chai nước hoa vùng kín của Thảo Mộc 37 trị giá 300.000 đồng. Và hiện nay có rất nhiều hệ thống đại lý trà trộn vào hàng giả hàng nhái và hàng thật để có thể đi chào lôi kéo các hệ thống đại lý trên toàn quốc. Bởi vậy chúng ta hãy tỉnh táo khi lựa chọn người cung cấp sản phẩm và mua hàng với giá đúng niêm yết của công ty để được công ty bảo hành chất lượng cũng như